Đôi khi thức ăn ngoài việc ngon mà có thể nhìn trông rất là đẹp và khác thường. Ví dụ như bạn đã bao giờ nhìn thấy dâu tây xanh chưa? Không phải không? Thế thì hãy lại xem những thử thách này nhé, sẽ rất là vui đấy. Wow, đó là một quả dâu tây màu xanh. Còn tớ thì có một burger màu đỏ. Hy vọng nó sẽ không cay. À, của tớ là con quái vật. Nó sẽ ăn tớ ngay bây giờ. Ê, bình tĩnh. Đây là con cua thôi mà. Nó vô hại. Thật không? Ôi, tớ đã rất sợ. Được rồi, đã đến lúc thử món ăn của mình rồi. Ôi, có mùi rất là dễ chịu. Xem nó có vị gì nhá. Sao rồi? Rất là ngon, nhưng rất là bình thường. Tớ nghĩ tớ biết phải làm gì rồi. Bây giờ tớ sẽ biến quả dâu tây này thành nước ép thơm ngon ngay lập tức. Ôi, tội nghiệp dâu tây. Ồ, công nhận. Tội nghiệp. Bây giờ, đây không phải dâu tây nữa mà là nước ép dâu tây. Như này tuyệt vời hơn rất nhiều. Bạn có thể uống qua ống hút màu xanh. Này, ai cho phép bạn uống nước trái cây của tớ? Bỏ ra. Bạn đang trộm nước của tớ nên sẽ nhận được cái này. Ôi. Ôi, cảm ơn rất nhiều. Ngon lắm. Ôi, chính xác, cảm ơn. Không có gì, tớ không tiếc cho các bạn đâu. Xong rồi, bây giờ tớ sẽ không khát được nữa đâu. Còn tớ thì rất đói, đến lúc ăn bánh mì kẹp thịt của tớ rồi. Ngon thật đấy, bánh mì thật là đặc biệt. Ừ, đồng ý, hương vị hơi lạ. Ê, đừng chạm vào bánh mì kẹp thịt của tớ. Cho tớ được không, bạn rất quý tớ mà. Không, không ai động vào. Ôi, có mỗi mảnh vụn. Tớ không muốn ăn những miếng gặm này đâu. Nhận lấy đi. Ôi, cảm ơn. Austin, bạn thật là hào phóng. Bạn nói về cái gì vậy? Xin đi, nếu bạn ăn no bánh của tớ rồi thì bắt đầu ăn cua của bạn đi. Đấy là tớ rồi sao? Nhưng nó rất đáng sợ. Nó sẽ ăn thịt tớ mất. Không ai ăn thịt bạn đâu. Tranh thủ ăn đi. Bạn thật là ác. Thôi được rồi, tớ rất dũng cảm, tớ có thể ăn được. Nó kẹp mất muỗng của tớ rồi, cứu! Đừng hoảng sợ, Austin sẽ đối phó với cái này. Ôi, bạn thật là dũng cảm. Bây giờ các bạn giúp tớ đi, nó đang cắp trên đầu tớ rồi. Đừng lo lắng, tớ sẽ đuổi nó ra. Hãy cho nó biết tay. Nhảy lấy đi. Xong. Xin đi, thật là tuyệt vời. Ừ, chúng ta thắng được con cua đó rồi. Wow, tuyệt thật đấy. Tớ rất thích khoai tây chiên. Còn tớ thì rất thích đá quý. Nên tớ rất vui với kim cương này. Tại sao của các bạn có đồ ăn ngon và đồ trang sức, còn tớ thì có gà, lại còn to thế này nữa chứ. Ừ, bạn không may mắn rồi. Dù sao bạn vẫn phải ăn nó thôi. Đúng như không phải bây giờ. Bởi vì trước tiên tớ muốn xử lý bim bim của tớ. Ăn nào. Wow, chúng thơm lắm. Chia sẻ với bạn bè đi. Hơn nữa hôm nay tớ đen đủi rồi. Thôi được rồi, tớ sẽ chia sẻ. Bạn nghĩ tớ sẽ cho bạn sao? Tất nhiên là không rồi. Ăn thịt gà của bạn đi. Ngon quá. Rốt cuộc không có gì ngon hơn khoai tây chiên. Ôi, tuyệt thật đấy. Tớ đồng ý. Ê, không được làm thế. Bạn không được dạy dỗ rằng không được lấy đồ người khác sao? Tớ không làm điều đó nữa đâu. Tớ ăn thêm một ít nữa thôi. Ôi, hình như tớ bị kẹt mất tay trong rồi. Đây là gì đấy? Lại nữa sao? Austin, bạn hứa rồi mà. Tớ xin lỗi. Tớ bị kẹt tay ở đây thôi.
À, bạn không rút ra được gì. Tớ sẽ giúp bạn ngay lập tức. Bây giờ bạn sẽ nhận được thôi. Tại sao bạn phải làm như vậy? Bởi vì đó là cách duy nhất để cứu bạn chứ làm sao. Xong. Trời ạ, bên trong không còn một cái gì nữa. Bây giờ bạn sẽ biết tay tớ. À, các bạn làm gì vậy? Đó là Austin. Austin chứ gì. Ăn gà của bạn đi, nhanh lên. Ăn đi. Nhưng để làm gì? Nó vẫn còn sống mà. Nhìn nó biết chạy trên bàn này. Chào Daisy. Chào Cindy. Bình tĩnh đi. Thôi được rồi, được rồi. Ôi. Trời ơi. Thật là kinh tởm. Nó vẫn còn sống. Không, tớ không ăn được nó đâu. Cắn như vậy là được rồi. Tớ muốn xem kỹ hơn kim cương của mình. Trông nó thật là tuyệt. What? Lạ thật đấy. Tay tớ bị bẩn ở đâu vậy? Mùi rất là tuyệt. Ồ, đúng rồi, đây là sô-cô-la. Nó rất là ngon. Wow, kim cương sô-cô-la sao? Chính xác, kim cương sô-cô-la. Bạn không thể mua bất cứ điều gì với nó, nhưng có thể ăn nó và điều đó còn tuyệt hơn. Có lẽ cho tớ thử một tí được không? Tớ chưa bao giờ ăn món như này cả. Không, ăn gà của bạn đi. Gà chứ gì? Tớ có một ý tưởng. Bạn sẽ là người ăn gà. Này, chúc bạn ăn ngon miệng. Tớ đang ở đâu? Tại sao không có ánh sáng? Thả tớ ra, cứu giúp. Tớ muốn tưởng tượng hương vị kim cương sô-cô-la này. Cho tớ thử đi. Không, nó là của tớ. Đồ ăn, đồ ăn. Tại sao đây không có gì? Ô, cuối cùng có thể thưởng thức vị Fanta rồi. Tớ rất là thích nó. Tớ cũng may mắn bởi vì tớ có ba cái kẹo cao su. Hù bù bù bài yêu thích của tớ. Tất cả các bạn đều may mắn. Chỉ có một mình tớ kẹt với con cá khó chịu này. Trời ơi. Ừ. Nhưng bạn vẫn phải ăn nó thôi. Bởi vì tớ muốn thử Fanta sớm của tớ. Nhưng mà cái chai không mở ra được. Sao vậy nhở? Mở ra đi nào. Cần phải đập mạnh hơn. Stop. Đủ rồi, bạn nằm vỡ bàn bây giờ. Bạn nên lấy cái này đi, nó sẽ giúp bạn. Cảm ơn. Cuối cùng tớ có thể mở cái nắp ngu ngốc này ra. Ôi không, trời ơi. Trời, bị đổ hết ra bàn vào người tớ rồi. Ôi, không còn cái gì để uống nữa, thật là không công bằng. Đó là lỗi của bạn, không nên đập nó vào như vậy mà. Nhưng ngược lại nó rất vui mà. Ừ đúng vậy. Daisy, đến lượt bạn ăn cá đi. Không cảm ơn, tớ thực sự không muốn ăn cá. Ăn đi, quy tắc là như vậy. Thật là kinh tởm. Có lẽ bà muốn thử nó, Austin. Thử đi, thử đi. Ăn đi. Thôi được rồi, đừng có mắng tớ. Trời ạ, tớ không thể cắn được nó. Nên là tớ không ăn đâu. Dừng lại. Theo quy tắc, bạn phải ăn nó. Tớ nghĩ mình biết nên làm gì với con cá này rồi. Austin, tớ bực mình lắm rồi. Tại sao? Bây giờ tớ sẽ... Ồ, kẹo cao su, tuyệt. Tớ sẽ không lãng phí thời gian với các bạn nữa. Tớ muốn dành nó cho Hubba Bubba. Rõ ràng nó rất là ngon. Và rất là dài. Ờ, chúng ta đều đủ hết này. Ê, bạn đang làm gì vậy? Tránh ra. Tớ đang ăn nếp một mình. Trời ạ, bạn vẫn còn mô ba mà. Ồ, còn tận hai gói. Bỏ tay ra. Đây, tất cả là của tớ. Ôi, ngon thật đấy. Ngon quá. Nhìn thấy chưa? Bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy cách tớ xử lý kẹo cao su. Sao, tuyệt chưa? Ôi, tuyệt thật đấy. Bây giờ bạn sẽ biết cái gì là tuyệt vời. Ồ, nó lớn quá. Ừ,
Nó sẽ nuốt chửng chúng ta ngay bây giờ. Ôi, không sao. Nhưng mà Austin, ôi nhìn kìa. Ê, không vui đâu. Bây giờ tớ phải bỏ cái này ra như nào? Trên kênh Munchido, bạn sẽ luôn tìm thấy những thử thách thú vị. Quan trọng nhất, đừng quên đăng ký và bỏ lỡ bất cứ điều gì nhé. Tạm biệt các bạn.